Ơi ơi, đi ra đi lại đi đâu vì... vừa mới đi có mười mấy phút mà. Ơ bố à, ơi tôi lúc nãy tôi làm tôi đợi thấy nó đi xuống đây sao này, đi xuống đây vậy? Ờ ơi 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 ơi. Ô bác à, ô bác à, chơi đâu rồi đã, không thấy ra đón mình nhỉ? Mày, đi đâu mà này, ra đây đón mình nè. Mày, đồ mày mà không biết đứa nào ra đón mình nhỉ? Mày, chơi đâu vậy? Ơi, đây không bác ơi? Chạy đi đâu rồi? Này đi bếp này. Có đi bếp không ta? Ơi, ơi, hai đứa đi đâu rồi? Ơi, tôi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu mà không thấy ta? Ôi dồi, đi chợ tí mà hai đứa chạy đâu rồi? Mày, mày. Hai đứa qua đây không mặc bôi? Đi đâu mất rồi? Bác ơi! Ôi! Hai đứa đi đâu rồi? Ôi! Ôi! Xong rồi! Đi đâu mất rồi? Ôi! Ôi! Đi đâu mất rồi? Chúng tao đi đâu rồi? Ôi! Chạy đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Mày! Mày! Ôi! Có đây không? Chạy đi đâu mất rồi? Hai đứa này bỏ đi đâu mất rồi? Này đi tìm cái này. Đi đâu rồi? Không biết hai đứa này đi đâu không biết. Vừa mới đi có mười mấy phút mà. Hai đứa này chạy đi chơi mà không biết đường về hay sao, bây giờ không thấy đi đâu. Thấy thì chắc chạy ra ngoài. Ơi! Ơi!
bò à? Mắc đâu rồi? Mắc đâu rồi? Hả? À, mắc đâu? Con chạy chơi đâu chơi đây? Nãy giờ bà tìm không thấy. Hả? Có không? Con không biết à? Con đi chơi, lại con lại bắt cô đi 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 lấy xúc xích cho con ăn à? Đi đâu mất à? Lấy xúc xích mà vô có thấy trong bếp đâu? Chạy đâu mất rồi? Chạy đi chơi rồi. Đi đâu rồi? Lại một con chơi ở đâu? Có à? Lại một con chơi ở đâu? Dẫn vào đấy xem nào. Lại chơi đâu? Đi đâu đây? Có à? Lại chơi gì đây à? Lại chơi đây à? Ôi ơi. Đúng chơi đây không? Sao mà giờ có thấy bác đâu? Ngồi chơi đây cứ chạy đi đâu rồi hay ra kia là kia vừa tìm không thấy. Trong nhà không thấy biết đi đâu. Con không biết đi đâu à? Hả? Con không biết mắc đi đâu à? Em mắc chạy đâu. Không biết có chạy vào vườn cá không trời. Đây gần vườn cá có chạy vào đây chơi. Rồi, giờ bố con đi kiếm nha. Không sợ em mắc chạy đâu, tao cũng em mắc lạc đấy. Đi vô. Đi vô. Đâu rồi? Có lạc quần cá không? Đi vô. Đi vô. Đây trời. Ơi. Chạy đây chơi. Vô. Con không biết là anh có thấy một chú khỉ con bằng đây không? Anh mặc đồ màu xanh với màu vàng ấy, bằng đây. À? Tôi lúc nãy tôi làm, trong đây thấy nó đi xuống đây sao này? Đi xuống đây vậy? Ờ. Màu vàng. Tôi cảm ơn nhá. Tôi okay. đi tìm. Nó chạy lại. Thử trong đây xem này. Ờ. Con chạy ở đây được. Ủa, con đây à? Ôi ơi, hóa là con ở đây à? Chạy đâu đây? Thôi cầm cặp cái này. Trời ơi, sao con chạy ra vườn cá này? Hả? À, con bị lạc à? Không sao nhé. Không sao nhé. Mắc bị lạc à? Ôi, lạc ở đây chạy vào đây chơi thì không về được đúng rồi. Ôi, không sao. Ôi, mắc sợ à? Bác sợ mắc gì mắc đi đâu mà chạy ở đây hả? Ừ, con đi tìm bò à? Bò chạy về nhà rồi mà. Ôi ôi chạy tìm bò rồi đi lạc à? Ôi đừng đấy, không sợ. Có bố đây nhé, có bố đây rồi nhá. Không sao, có bố đây thôi. Mày ôm bố không sao. Không sao nhá. Có bố đây rồi, lạc nhé. Đi vào nhà nhé. Sợ. Rồi đi vào nhà, ôm bố này. Mấy cái gì đây? Đem cái gì ra ngoài đây? Ôi ôi, xúc xích này rồi.
nhãn này đem đây ăn à, đem đây cho bò này, đem đây cho bò à, rồi thôi đi bố đem vào nhà nhá, cho hai đứa ăn nhá, bố mua quả về nữa kìa, rồi đi nào, bò ơi, bò, đi đây này, bò. Ôi mày mà có kia đấy, chú hàng xóm chú thấy chạy ở đây chơi đấy, chạy ở đây chơi vòng ở đây à, đừng có vào đây chơi nhá, vào đây là lẹt đấy. Ôi trời ơi, một đứa thì chạy ra kia chơi, một đứa thì tìm thì bị lạc, hai đứa này cũng có ngày bị lạc đấy nhá, cẩn thận đấy nhá, bố đi làm phải là bố tìm không thấy, bò thì chạy từ hướng bên kia, mắc thì chạy bên kia. Bò lần sau đi đâu là phải về sớm nha, không em mắc đi tìm lạc mất này. May hôm nay là có người hàng xóm người chị bố thấy là ra đấy. Không sao nha. Mắc đang còn sợ đây nè. Bò nha, lần sau đi chơi là phải về sớm nha. Đi là phải xem bố có nhà hay không nha. Cứ chạy lung tung lung tung rồi bố em đi tìm. Thôi bây giờ bố lấy cho hai đứa ăn nha. Mắc nha. Cho bò ăn cá này, cá khô này, bò ăn đi. Rồi bác ăn táo nha, táo này ngọt lắm này. Ăn táo. Ngồi ra đi. Giờ ngồi ra đi. Bò ăn đi nha. Mày đấy, mày mà tìm thấy đấy. Trời sắp tối nữa, lạc nữa. Bò ăn đi. Đấy, bữa nay cho bò miếng này. Bò ăn đi. Mà ăn đi nha. Em bác đi tìm con nó lẹp đấy. Này không đi đâu nha lùng tùng nha. Vừa ăn đi. Vừa hai đứa ăn đi nha. Ông xe con ăn đi nha. Đi lẹ. Ừ, ăn đi, ăn từ từ thôi nha. Ăn đi, ăn từ từ. Ăn đi.